đã vận chuyển thuê số pháo nói trên để nhận tiền công từ xã Tân Thành về xã Tân Long cho một người không rõ lai lịch. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc 9 tháng tù treo về tội vận chuyển hàng cấm. Bản tin thời sự cuối ngày cũng đã kết thúc cả chương trình truyền hình ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.